Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình ha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn về giáo trình công nghệ sau thu hoạch chương 3. Thì như thường lệ, link file cũng dưới bình luận của video này ha. Chương 3 công nghệ sau thu hoạch. Thì chương 3 các bạn sẽ tìm hiểu về công nghệ sau thu hoạch của một số nông sản. Công nghệ sau thu hoạch rau quả nè. Mình sẽ tìm hiểu về các biến đổi nữa ha. Quá trời luôn. Và một số biện pháp bảo quản của rau quả. Bảo quản thanh long nè. Bảo quản dưa chuột. Tiếp theo là công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc. Thu hoạch hạt. Quá trình tự bốc nóng. Các phương pháp xử lý sau thu hoạch của ngũ cốc. Công nghệ sau thu hoạch thịt. Một số biện pháp bảo quản thịt ha. Này là cái gì? Thanh trùng diệt trùng nè. Cuối cùng là công nghệ sau thu hoạch thủy sản. Này nó hơi bị lỗi file, các bạn chịu khó xem nha. Thì đây là giáo trình công nghệ sau thu hoạch chương 3. File, link file mình sẽ để dưới phần bình luận của video.